Lê Dương Bảo Lâm gây phẫn nộ khi vô tư văng tục trên livestream, thấy rõ bình luận kém văn minh nhưng vẫn cố đọc rõ. Hành động của Lê Dương Bảo Lâm đang nhận về nhiều lời chỉ trích, không đồng tình từ phía khán giả. Việc các nghệ sĩ về biết fan livestream để giao lưu trò chuyện với người hâm mộ đã không còn là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ đã không kiểm soát được ngôn ngữ và phát ngôn, dẫn đến những cuộc tranh cãi náo loạn trên showbiz Việt. Điển hình như trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm mới đây. Hiện nhiều người đang rất phẫn nộ khi xem được clip của Lê Dương Bảo Lâm vô tư văng tục trên livestream lúc đang đọc bình luận của khán giả. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm livestream khi đang chơi đùa cùng anh chị em trong nhà. Trong lúc đó, anh đọc to bình luận của một dân mạng như sau: cái miệng như cái, ... mà nói nhiều quá vậy. Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm xéo sát đáp trả luôn vị khán giả này trên sóng livestream. Trời đất ơi, cái thằng này sao mày vô duyên hả mày? Ủa ta đang chơi mà nói cái miệng như cái ... mày thấy cái ... nào dễ thương như thế này không? Việc thấy bình luận kém văn minh nhưng vẫn cố đọc ra của Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Khán giả cho rằng Lê Dương Bảo Lâm là một nghệ sĩ thì cần được cẩn trọng cho những phát ngôn của mình, đặc biệt là trên sóng livestream với nhiều người xem như thế này. Một số bình luận của khán giả: nghệ sĩ giết nói tục thoải mái, diễn viên bây giờ ăn nói không ra gì, thấy từ bậy bạ mà vẫn cố đọc ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.